Lớn quá. Một, hai, ba, bốn. Thợ săn tiền thưởng giỏi quá. Em là thợ săn tiền thưởng. Chúng ta đếm tới ba rồi rút súng ra nha. Một, hai. Đồ nhóc con như em thì không thể làm thợ săn tiền thưởng được. Anh mới là đồ nhóc con. Chúng ta cùng tắm bong bóng nào. Vậy thì cỏ lên giúp tớ nha. Cảm ơn. Có thể giúp tráng tráng cỏ mông được không? Thợ săn tiền thưởng ngầu thật đó. Thợ săn tiền thưởng không chỉ nhìn rất ngầu, họ còn là anh hùng giúp đỡ người khác. Tớ cũng muốn giúp đỡ người khác. Như vậy tớ cũng là anh hùng. Có cách rồi. Chúng ta có thể tới miền Tây hoang dã, trở thành một thợ săn tiền thưởng thật sự. Tuyệt quá. Nghe nói miền viễn Tây nơi nào cũng có ngựa hoang, rắn đuôi chuông nguy hiểm, chim cần cần đáng sợ. Còn có rất nhiều bò rừng nữa. Rắn đuôi chuông nguy hiểm, chim cần cần đáng sợ. Chúng ta có thể gọi cả cha cha đi cùng. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất hứng thú với miền viễn Tây. Chào mọi người. Tớ là tớ rồi đây. Mọi người có nhớ tớ không? Tớ nhớ mọi người lắm. Nhất là cậu đó, Đa Kiệt. Đa Kiệt thân yêu của tớ. Cậu có nhớ tớ không? Nhớ tớ không? Nhớ không? Nhớ nhớ nhớ. Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Em cũng muốn đi cùng với mọi người. Không được, cúc áo nhỏ. Em phải ở nhà để bảo vệ mẹ chứ. Lần nào cũng vậy. Cuộc thám hiểm hôm nay bắt đầu rồi. Biệt đội cúng con tập hợp. Đa Kiệt có mặt. Tiểu Bác có mặt. Tráng Tráng có mặt. Cha Cha có mặt. Thám hiểm vùng đất mới. Biệt đội thám hiểm cúng con. Xuất phát. Chào mừng đến với miền viễn Tây. Là chuông ngựa dẫn chú ngựa hoang dã tớ tới đây. Ngựa đâu? Ngựa đâu? Ngựa của tớ đâu? Tất cả ngựa của chúng ta đều bị lấy trộm mất rồi. Nguy rồi, ở miền viễn Tây thời trước, cuộc sống của con người đều không thể thiếu ngựa. Đúng vậy, ngựa được dùng để đi lại, vận chuyển, gửi hàng hóa. Nếu con người không có ngựa thì rất nhiều việc không thể làm được. Trời ạ, chuyện này cũng không ổn, giống như Tráng Tráng không được đào hố vậy. Tuy phép so sánh của Tráng Tráng chẳng hề liên quan gì, nhưng quả thật là rất không ổn. Mọi người bình tĩnh một chút. Thị trấn chúng ta không mời nổi thợ săn tiền thưởng, cho nên chúng ta phải dựa vào sức mình để truy bắt những tên trộm đó. Cơ hội của chúng ta tới rồi. Có ai tình nguyện đi không? Bọn cháu tình nguyện đi, thưa ngài. Thợ săn tiền thưởng Hạo Kỳ cùng biệt đội cúng con lúc nào cũng sẵn sàng hành động. Cháu ư? Nhóc con như cháu thì không thể làm thợ săn tiền thưởng được. Chú ngựa con đáng yêu quá. Xin lỗi, đây là của tớ. Ngựa của cậu cũng bị trộm ư? Nó tên là Đậu Phộng, là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ rất nhớ nó. Đậu Phộng. Nếu cuốn con của tớ bị mất, tớ cũng sẽ đau lòng như vậy. Chúng ta hãy giúp bạn ấy, được không? Đừng buồn, bọn tớ có thể giúp cậu tìm lại nó. Thật không? Thật chứ. Thợ săn tiền thưởng Hạo Kỳ, còn bọn tớ nữa. Biệt đội cuốn con săn tiền thưởng. Biệt đội cuốn con săn tiền thưởng. Tớ sẽ đưa cho các cậu con búp bê mẹ tớ làm bằng vỏ ngô này để làm tiền công.
Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu, không cần tiền công. Các bạn, mau lại đây. Nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì. Đây là dấu vết rất quan trọng. Để tôi nói cho các cậu. Tôi biết, tôi biết. Dựa trên hình dạng, số lượng và phương hướng của những dấu chân này để phân tích, chắc là dấu chân của ngựa. Tiểu bác, cậu nói ra điều tôi muốn nói rồi. Tuyệt quá, các cậu đã phát hiện ra đầu mối quan trọng. Đầu mối quan trọng? Đúng thế, chỉ cần đi theo những dấu chân này, chắc là có thể tìm ra được những con ngựa bị mất tích. Vậy chúng ta lập tức xuất phát thôi. Tôi biết rồi, đi theo mọi người là đúng. Cẩn thận đó. Là ngựa và kẻ trộm ngựa. Quả nhiên đã tìm thấy. Là đầu phộng. Tôi nhớ màu lông của nó mà. Ra đây cho ta. Một con ngựa nhỏ còn không thuần phục được thì là người chăn bò gì chứ? Tôi là kẻ trộm ngựa, không phải là người chăn bò. Những thứ kia quá nặng với đầu phộng. Nó chỉ là một con ngựa non. Đứng yên, để ta đóng dấu trên người ngươi đã. Sau đó sẽ bán với giá cao. Họ muốn bán đậu phộng. Không được, tôi phải đi cứu nó. Hạo Kiên, cậu thật dũng cảm. Chán chán sẽ cổ vũ cậu. Đương nhiên rồi. Hạo Kiên. Chuyện gì vậy? Cẩn thận. Quần thơm mắt to quá. Cười gì mà cười? Không được cười. Thằng nhóc kia, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tôi là thợ săn tiền thưởng. Ngươi đang nói đùa hả? Ta chưa từng thấy thợ săn tiền thưởng nhỏ như vậy. Tốt lắm, ta sẽ bán luôn cả ngươi và lũ cún con này. Chúng ta phải xông xuống đó để cứu họ. Không được, hai tên trộm xấu xa kia sẽ làm hào hại kia mất. Phải làm sao đây? Để tớ nghĩ cách. Con cần cần trên trời có thể giao cho tớ. Còn hai tên trộm kia, cha cha, cậu xem có thể triệu hồi loài vật nào tới giúp không? Để tớ nghĩ xem nên triệu hồi loài vật nào. Ngựa hay là rắn đuôi chuông nhỉ? Đến lúc thể hiện thực lực của chúng ta rồi. Biệt đội cúng con, biến hình. Tớ là đa kiệt bay cao. Sống âm siêu phàm, triệu hồi động vật. Một con dung có thể giúp gì chứ? Đây hình như không phải cho tớ triệu hồi tới. Bên kia mới đúng. Đây là... Chán chán không muốn giận tức. Nếu chúng ta không nghe lời bọn họ, họ sẽ để con cần cần kia bắt nạt Hạo Kiên. Tiểu bác, cậu không sao chứ? Tiểu bác, xin lỗi, tớ làm liên lụy các cậu rồi. Thị trưởng nói đúng, tớ không thể làm được thợ săn tiền thưởng. Đừng nói như vậy Hạo Kiên. Đây không phải lỗi của cậu. Nhìn xem, ít nhất cậu đã khiến đậu phộng không bị đóng cái dấu đáng ghét kia. Cho nên đừng nản lòng Hạo Kiên. Cậu nói đúng, không được nản lòng. Chán chán cũng tên là Đa Kiệt sẽ có cách. Đa Kiệt, cha cha. Nhất định là đồng bọn của chúng. Dừng lại ngay cho ta. Nếu không ta sẽ không khách khí với tên nhóc này nữa. Cha cha, cần cần giao cho tớ. Đàn bò giao cho cậu điều khiển đó. Xông lên, bắt lấy hai tên trộm ngựa kia. Xông lên.
Trắng Trắng, mau đi cứu Hạo Kỳ. Đáng chết, ta sẽ... Tạm biệt đàn bò rừng. Tạm biệt kẻ trộm ngựa. Đa Kiệt, Cha Cha, cuộc tấn công bằng bò rừng của các cậu tuyệt quá. Không ổn, người bị bò rừng dọa sợ chạy mất rồi. Cha Cha, cậu có thể khiến những con ngựa này bình tĩnh lại không? Chúng sợ hãi quá. Những con ngựa này cần một con đầu đàn và người chăn ngựa dẫn đầu. Đậu Phộng, cậu muốn làm con ngựa đầu đàn hả? Được, vậy tớ sẽ làm người chăn ngựa. Chúng ta cùng cố gắng nha. Chạy đi nào. Chạy rồi, về nhà thôi. Làm tốt lắm Hào Kỳ. Tiếp tục đi về phía đông. Khoảng một cây số nữa là tới thị trấn. Cố lên, được thôi. Chạy đi nào các chú ngựa. Hào Kỳ, cậu về biệt đội cúng con. Cả đầu phòng nữa là thợ săn tiền thưởng giỏi nhất. Cảm ơn các cậu. Đừng chạy. Ta muốn xin lỗi các bạn nhỏ. Cháu là thợ săn tiền thưởng nhỏ nhất, nhưng lợi hại nhất mà ta từng gặp. Đương nhiên rồi. Ghi lại thời khắc thám hiểm này nào. Cuộc thám hiểm hôm nay có thú vị không? Thú vị ạ. Tuy rằng quá trình có hơi mạo hiểm, nhưng đến cuối cùng bọn con vẫn giúp người dân trong thị trấn tìm lại được những chú ngựa bị đánh cắp. Bọn cháu là biệt đội cúng con săn tiền thưởng. Ta rất tự hào về các con, Hạo Kỳ và các bạn cúng. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba đã cho con trải qua một cuộc thám hiểm thú vị như vậy. Cố lên, cố lên, Hạo Kỳ cố lên. Cố lên, Hạo Kỳ. Tớ thắng rồi. Bác, cậu đâm lệch chiếc xe của bọn tớ rồi. Đây là cuộc thi tốc độ, không phải thi bạo lực. Chỗ của cậu tới trường đua cũng không có. Đương nhiên là xe của ai lợi hại hơn thì người đó thắng. Cậu như vậy cũng bá đạo quá rồi. Có rồi, chỉ bằng tổ chức một cuộc đua xe thật sự đi. Cuộc đua xe thật sự? Nhưng chúng ta đi đâu thi đây? Ở đây cũng không có trường đua. Tiến sĩ từng phát minh ra một thứ, chắc có thể giúp được. Chính là cái này, một thiết bị có thể phóng ra tia thua nhỏ. Thần kỳ vậy sao? Dùng thế nào đây? Thua nhỏ thật rồi. Kẹo của em. Xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ biến lại cho em ngay. Được rồi. Nếu chúng ta đều thua nhỏ, sẽ có thể lái xe ô tô đồ chơi, tiến hành một trận thi đấu chính thức trên đường đua ở đây rồi. Nghe tuyệt lắm, Đa Kiệt. Cảm giác rất háo hức. Vậy thì đua thôi. Dù sao thì các cậu đều sẽ thua tớ. Tới đi, tớ đã không thể đợi được nữa rồi. Cuộc thám hiểm hôm nay bắt đầu. Biệt đội cúng con tập hợp. Đa Kiệt có mặt. Tiểu Bác có mặt. Tráng Tráng có mặt. Điềm Bảo có mặt. Thám hiểm vùng đất mới. Biệt đội thám hiểm cuốn con. Xuất phát. Chúng ta bắt đầu thôi. Chào mừng mọi người đến với thế giới sau khi thua nhỏ. Mời mọi người đi theo tớ.
Tuyệt quá, đây thật sự là sân sau nhà chúng ta sao? Hình như đã đến một thế giới khác vậy. Đáng rồi, chính là chỗ này. Ngầu quá. Chào mọi người, tớ là Điềm Bảo. Hôm nay do tớ làm trọng tài. Trước tiên là đội tốc độ vũ trụ của Hào Kỳ và Đa Kỳ. Bọn tớ là nhanh nhất. Còn có đội đầu óc thiên tài của Cúc Áo Nhỏ và Tiểu Bác. Đội dũng cảm tiến lên của Mai và Tráng Tráng. Tráng Tráng có thể vượt qua mọi trở ngại. Cuối cùng là Bác và chính cậu ấy. Tớ không cần bạn đồng hành. Xe của tớ có động cơ lợi hại nhất, lớp xe cao cấp nhất. Muốn thắng các cậu quá dễ dàng. Được rồi, quy tắc cuộc đua rất đơn giản. Ai chạy hết một vòng quay về đây trước sẽ chiến thắng. Chuẩn bị. 3 2 1. Cuộc đua bắt đầu. Chắc chắn tớ sẽ là quán quân. Giờ các cậu rút lui vẫn còn kịp. Sao không có ai thế này? Đợi tớ với. Tớ đi trước đây. Hào Kỳ, cẩn thận phía trước. Cơ hội tốt. Đi trước đây. Mau nhìn kìa, con bướm to quá. Vậy mà đã đuổi theo đến đây rồi. Cho các cậu ném thử cái này. Trúng chiêu rồi chứ. Cứu với. Những đồ chơi này trở nên quá to. Đó không phải là... Chuẩn bị cho các cậu một bất ngờ lớn. Cuối cùng đã thoát khỏi bãi bùn rồi. Tình hình vừa nãy nguy hiểm quá. Hào Kỳ, phía trước. Đây là khủng long đồ chơi của tớ. Sao nó lại ở đây? Phía sau. Khủng long đang đuổi theo chúng ta. Tớ ghét con khủng long này. Không ổn, trước mặt là ngã tư. Mọi người cẩn thận. Trên người khủng long đồ chơi có thiết bị cảm ứng, sẽ không ngừng đuổi theo người. Phải tắt công tắc trên người nó đi mới được. Không kịp rồi, tớ có cách tốt hơn. Dụ nó ra đằng kia. Sao tớ có cảm giác xe chạy mỗi lúc một chậm hơn thế? Đừng sốt ruột, nhất định sẽ có cách. Tiểu Bác, cậu nghĩ sao? Bánh xe của chúng ta rất dễ bị mắc kẹt trong cát, cho nên cần tăng diện tích chịu lực của lớp xe. Giờ vậy sẽ có thể đi qua dễ dàng. Mọi người mau đổi lại lớp xe to hơn đi. Chúng ta cắt đuôi được nó rồi. Đúng là tốt quá rồi. Tiểu Bác, cậu giỏi quá. Đương nhiên, bọn tớ là đội đầu óc thiên tài mà. Thế mà họ đuổi kịp rồi. Còn khủng long đó chẳng giúp được gì cả. Có cách rồi, dùng băng dính để dính họ lại. Nhà vô địch sắp đuổi kịp rồi. Đi thôi.
Xe của tớ là xịn nhất. Tớ mới nên là nhà vô địch. Từ đây đi được tắt, nhất định sẽ tới vành đích trước họ. Sao mình lại thông minh như vậy chứ? Anh đi trước đây. Cứu với! Là bác! Mau cứu tôi với! Cứu với! Phải làm sao đây? Trước mặt là vạch đích rồi. Không được, chúng ta phải đi giúp bác. Đây đã, bọn tớ cũng đi. Thôi được rồi, chúng ta cũng đi giúp đỡ. Đã lúc thể hiện thực lực của chúng ta rồi. Biệt đội cúng con biến hình. Tớ là đa kiệt bay cao. Tớ là tiểu bác thông minh. Tớ là tráng tráng lực sĩ. Tiểu bác, tráng tráng, tớ đi thu hút sự chú ý của nó. Các cậu tìm thời cơ cứu bác ra nha. Được. Mèo con, nhìn ta đây. Mau nhìn ta đi, mau nhìn đi. Tại sao mèo con có vẻ đặc biệt thích xe của bác nhỉ? Tiểu bác siêu máy quét. Tớ biết rồi. Nó nhìn trúng cây cỏ đuôi chó ở trên xe của bác. Cỏ đuôi chó ư? Tớ có cách rồi, đợi tớ. Buộc cỏ đôi chó này và xe của tất cả chúng ta để dụ mèo con tới. Ý hay đó, chúng ta mau hành động thôi. Nó mắc câu rồi. Cẩn thận. Vừa rồi nguy hiểm quá. Mau trốn đi. Tráng tráng siêu sức mạnh. Phía trước chính là vạch đích. Để tôi giúp các cậu. Đa kiệt tăng nửa siêu năng lực. Cuối cùng đã kết thúc. Xe của tớ. Không, xe đua của tớ bị mèo dẫm nát rồi. Bác, cậu vẫn ổn chứ? Nếu khi đó cậu tuân thủ quy tắc của cuộc đua, không đi đường tắt, thì có lẽ đã không gặp phải mèo rồi. Xe đua của bọn tớ có thể cho cậu cùng chơi. Chỉ mong cậu không giở trò nữa. Cảm ơn cậu, tớ hứa sẽ không gian lận. Cuộc đua lần này, nhà vô địch của chúng ta là Hào Kỳ. Tớ thắng rồi. Giỏi lắm Hào Kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là em thắng rồi. Nhưng mà Hào Kỳ, anh thật sự rất giỏi. Có lẽ lần sau chúng ta vẫn có thể thi đấu với nhau. Ghi lại thời khắc thám hiểm này nào. Ba ơi, hôm nay bọn con chơi rất vui. Bọn con tiến hành một cuộc đua xe thám hiểm ở bãi đất trống sau nhà.
Nghe có vẻ rất thú vị. Các con đều học được quy tắc đua xe rồi chứ? Đương nhiên, giờ bọn con đều là tuyển thủ đua xe đạt tiêu chuẩn rồi. Kể cả cúc áo nhỏ, cháu có thể làm chứng. Đây là một cuộc đua rất thú vị. Con làm tốt lắm, Hào Kỳ. Ba đang nghĩ có lẽ sau khi ba quay về trái đất, chúng ta có thể đi xem một cuộc đua thật sự, như là cuộc đua F1. Thật sao? Tuyệt quá ba ơi. Ba hứa rồi nha. Bà hứa. Biệt đội thám hiểm cứu con.